hốt, Xuân Lan lên tiếng làm rõ tin đồn ăn chặn tiền tang lễ, tiết lộ lời nhắn của đạo diễn Vũ Minh. Ngay lúc này, siêu mẫu Xuân Lan đang có buổi gặp gỡ báo chí để trực tiếp giải đáp thắc mắc. Đồng thời, cô cũng cung cấp bằng chứng minh oan cho mình giữa tin đồn bị tố ăn chặn tiền tang lễ đồng nghiệp. Giữa tháng 3 năm 2022, thông tin đạo diễn Vũ Minh qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh đã khiến cả làng giải trí bàng hoàng. Một năm sau sự ra đi của cố đạo diễn Vũ Minh, nỗi đau vẫn còn đó, song những thông tin xoay quanh vẫn là chủ đề bàn luận. Mới đây, hình ảnh một phần của cố đạo diễn Vũ Minh bị đập phá. Đồng thời siêu mẫu Xuân Lan bị tố ăn chặn tiền tang lễ đã khiến cõi mạng xôn xao. Liên quan đến sự việc lần này, mới đây vào sáng ngày 14 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, siêu mẫu Xuân Lan đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về sự việc kể trên. Theo đó chia sẻ tại buổi gặp gỡ, siêu mẫu Xuân Lan cho biết thời gian vừa qua, cô và anh Huỳnh Minh Triết, bạn đồng hành của cố đạo diễn Vũ Minh 15 năm, đã phải mang rất nhiều điều tiếng. Triết là người đồng hành cùng Vũ Minh cuối 2007 tới bây giờ, tôi cũng được cộng tác với Vũ Minh từ 2003. Những vở diễn của anh Vũ Minh luôn có Xuân Lan và chúng tôi xem nhau như người trong gia đình. Xuân Lan xúc động chia sẻ. Siêu mẫu Xuân Lan cho biết thời điểm mùa dịch Covid-19, cố đạo diễn Vũ Minh gặp rất nhiều khó khăn và chính cựu siêu mẫu là người hỗ trợ cố đạo diễn nhu yếu phẩm. Đến ngày 11 Tết âm lịch 2022, Vũ Minh gọi điện thoại nhờ tôi giúp đỡ để gửi vô bệnh viện. Sau 2 tiếng đồng hồ thì tôi nhận được cuộc gọi. Thông báo phổi của Vũ Minh đã bị trắng. Tôi mới hoảng loạn bởi vì sau chị Phi Nhung, tôi rất sợ những trường hợp bị phổi trắng. Sau đó tôi mới gọi cho Triết để thông báo. Vũ Minh khi ấy thông báo không có tiền viện phí để chữa bệnh, tôi khi ấy có 15 triệu và gửi cho Vũ Minh 10 triệu để tạm ứng viện phí. Anh Vũ Minh bảo rất khó khăn, không có tiền để thăm khám nên mới chịu đựng tới thời điểm đó. Sau đó anh Vũ Minh mới nhờ tôi gọi điện thông báo cho anh Huỳnh Anh Tuấn để nhờ trợ giúp. Siêu mẫu Xuân Lan kể, Huỳnh Minh Triết, bạn tri kỷ của Vũ Minh chia sẻ cố đạo diễn là người cứng đầu và trong lúc không thể đảm nhận viện phí. Cố đạo diễn Vũ Minh mới nhờ đến sự trợ giúp của siêu mẫu Xuân Lan. Anh Vũ Minh không liên hệ với gia đình bên Mỹ mà chỉ tự lo ở đây thôi. Đúng như chị Xuân Lan có nói thì anh Vũ Minh mới nhờ đến sự hỗ trợ của anh Huỳnh Anh Tuấn. Thật sự anh Vũ Minh cũng không muốn đâu nhưng chị Xuân Lan mở lời thì anh ấy đồng ý. Thời gian đầu thì cứ vài ngày phải đóng 40 triệu đồng, những đợt đầu là tiền của chị Xuân Lan, anh Huỳnh Anh Tuấn chỉ có đúng một lần. Thế nhưng chị Xuân Lan sau những đợt đầu không thể tiếp tục nên mới nhờ đến sự hỗ trợ của mọi người. Thời điểm mà anh Vũ Minh nằm trong phòng hồi sức tích cực, tôi và anh Huỳnh Minh Triết có được gọi điện video với anh Vũ Minh một lần duy nhất. Anh Vũ Minh nói với tôi khi tôi ngỏ lời để kêu gọi từ thiện, ủng hộ đạo diễn Vũ Minh trị bệnh, em nói với mọi người là anh rất bế tắc, anh không có tiền và anh muốn sống.